Vén màn bí mật thuốc thánh, ngón nghề độc của giới thầy cúng. Trong các ngón nghề của giới thầy cúng ở Việt Nam, không thể không nhắc đến thuốc thánh. Nhiều người khi hết hy vọng vào khả năng chữa bệnh thực tế thì thường hướng niềm tin vào thế giới siêu nhiên thần bí. Nhờ vậy mà thuốc thánh chẳng bao giờ ế hàng. Ở Việt Nam, khi mắc bệnh nan y, không ít người thường hy vọng ở các thầy cúng. Không quãng đường xa xôi, nhiều người lặn lội nghe lễ mách bảo để tìm đến các thầy cúng với niềm tin có thể khỏi bệnh nhờ thuốc thánh. Ông Nguyễn Văn Quờ ở Thái Bạc, Bất Bạc, Sơn Tây có sở trường cúng lễ để chữa bệnh cho dân. Sau khi được giáo dục bài trừ dị đoan, đã dốc gan ruột để đem cái bí quyết kiếm ăn bằng thuốc thánh của mình ra ánh sáng. Ông kể, thực ra thuốc giấu cũng chẳng có gì là phép tắc cả. Sau khi cúng, tôi dùng 3 thứ thuốc thần sa, chu sa, hùng hoàng, mài thật đặc để vẽ bùa. Khi trị bệnh sốt nóng cho trẻ con, đốt bùa ấy hòa với nước, thuốc tan ra uống vào thì hạ sốt. Cũng với phương thức như thế, ông Thống Ngờ ở Liên Sơn, Sơn Tây thường cho bùa khi bệnh nhân đến xin thuốc chữa bệnh. Nhưng chắc chắn hơn, ông nói nước đôi. Nếu uống 3 ngày không khỏi thì phải biện lễ xin ngài cho uống thuốc trần. Tinh vi ảo diệu nhất trong nghề cúng lễ chữa bệnh có lẽ là ông Thống Chờ ở xã An Hòa, ngoại thành Hà Nội với sở trường quạt bùa trừ ma. Một lần có gia đình đến mời ông làm bùa chữa bệnh. Đến nơi ông hỏi, bệnh tình ra sao? Bệnh nhân trả lời, dạ cháu đi làm đồng về tự nhiên thấy tối tăm mặt mũi lại rồi bị ốm liên miên. Ông lại hỏi, đêm có ngủ được không? Bệnh nhân bảo, dạ cứ mơ mơ màng màng, khi nóng khi lạnh ạ. Ông nói, biết thừa là cảm nắng, cảm gió, nhưng tôi tìm cách xoay tiền nên nói. Tôi hỏi thì hỏi, chứ tôi biết là có con tà nó theo đây. Yên chí, có tôi thì không sợ. Thế rồi, bệnh chỉ có thế thôi, nhưng nhà cũng phải lập đàn tràng với đầy đủ hàng mã, xôi gà cùng với cháo và bỗng rang. Thời nay lễ như thế là mỏng, nhưng những năm khó khăn thời trước thì thế đã là một món lớn cho gia chủ rồi. Ông Chờ bảo phải làm cho uy nghi như thế, người ta mới tin mình là cao tay. Cũng bởi thế mà gây ra tổn phí cho gia đình. Vào cuộc lễ, bệnh nhân nằm trên phản, nách thì được thầy bố trí cặp cho một con gà sống. Bên trên, bệnh nhân đắp một cái lưới đánh cá cũ và một cái chiếu. Trên chiếu thì đặt một đạo bùa. Cái chỗ quan trọng là ở con gà và cái chiếu. Vì sách thuốc đông y nói, gà sống có tác dụng thu phong và phát nhiệt. Chất lưới gai và chiếu thì kỵ gió, đồng thời giữ nhiệt. Ông Thống Chờ kể tiếp, một người giúp việc cầm một đĩa thầu dầu đốt bất thật to, quạt ngọn lửa hắt vào xung quanh chiếu. Còn tôi ngậm rượu phun vào ngọn lửa. Miệng hô âm binh thần tướng đáo lai đàn tràng, tay cầm roi bắt quyết đánh lung tung vào chiếu, hung hăng như đánh ma thật. Cứ cái kiểu nhăn cuội khấn khứa con cà con kê như thế, hàng tiếng đồng hồ. Vì nóng ngốt lên mà hồi hộp nên bệnh nhân toát mồ hôi ra, thế là nhẹ bệnh. Con bệnh về nhà giữ gìn mấy hôm là khỏi. Ngoài ra, ông Chờ còn dùng bùa chữa nhiều bệnh khác nữa mà điển hình như bệnh điên. Với bệnh này, ông đã nghiên cứu rất kỹ các sách thuốc đông y và biết loại này do nóng nực và rực máu thì có thể dùng các chất thuốc mát để chữa khỏi được. Biết vậy, ông Chờ liền tìm cách chế các loại thuốc mát. Ông kể, về nhà tôi liền nghiên cứu các loại thuốc mát như bách thiên thảo, huyết dụ, sao rõ vàng, cho thêm thục địa, viễn chí sắc kỹ cho bệnh nhân uống. Quả nhiên một số người đã khỏi vì chữa theo phương pháp thuốc nam trị bệnh. Nhưng nghề chính của ông vẫn là thầy cúng. Bởi thế khi chữa, ông phải bịa ra tà này tà nọ rồi bắt làm lễ trục con tà. Ông nói thêm, khi chữa, trước hết phải tìm hiểu xem có chữa được tôi mới nhận lời. Sau đó phải bịa ra ma nọ tà kia để họ đến điện nhà tôi kêu thánh. Cuối cùng là lễ bái, cho bùa và lấy thuốc thánh này cho họ uống. Cứ đi lại hầu thánh như vậy rồi uống thuốc dần dần khỏi bệnh. Thế là bà con kháo lẫn nhau, tôi trở thành cao tay có tiếng tăm. Giải bí mật bùa yêu thuốc giấu. Thời nay chúng ta vẫn còn được nghe nhiều câu chuyện kể về bùa ngải, nhất là bùa yêu. Vùng Hòa Bình là địa danh được coi như thủ đô của loại bùa này. Biết bao câu chuyện kể về những người miền xuôi lên vùng cao làm ăn, bị ăn phải bùa ngải của con gái vùng cao dẫn đến điên khùng, khiến người nghe cứ gọi là sởn gai ốc.
Chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao, nhưng ở ngay vùng đồng bằng thì không ít thầy cúng cũng biết làm bùa yêu. Cụ Đỗ Thế Phở ở vùng Hòa Thạch, Quốc Oai là một người nổi tiếng về tài làm loại bùa này. Người ta đồn có nhiều cặp vợ chồng che nhau, thế mà chỉ nhờ cụ lấy cho một đạo bùa là lại về yêu nhau đến nỗi gỡ không ra, đuổi không đi. Trước đây nếu ai hỏi cụ làm cách nào mà tài thế thì cụ nói giọng trịnh trọng: ấy nhờ thánh cho ăn lộc. Nhưng ở lớp giáo dục cải tạo mê tín thì cụ không giấu giếm nữa mà nói: cách làm bùa yêu của tôi là như thế này. Đầu tiên ai đến nhờ tôi hỏi xem vợ chồng có che nhau đã lâu chưa, họ còn đi về nhà nhau không. Nếu còn đi về nhà nhau thì mới chữa được. Ấy việc bùa cho thì cứ cho, đạo dán đầu giường, đạo yểm trước cửa chỗ bước ra bước vào, đạo yểm vào đồ rau vùi bếp. Nhưng cái chính không phải là bùa mà là thuốc. Người ta thường nói bùa yêu thuốc giấu thì phải giữ kín, đừng cho người dùng biết. Người nhà đem về sắc lên nói là uống nước lá cho tiêu cơm dễ ngủ. Thuốc ấy gồm những vị như bách loan, bách hợp, ngũ vị tử, bắc khởi tử, âm dương thủy trạch, âm dương hoặc rễ câu trắng, dương khởi thạch, uống vào có tác dụng kích thích dục tính, làm cho hai anh chị phải đi lại với nhau. Qua những câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng dẫu các thầy loài người nhưng vẫn còn dựa vào hiểu biết y học, tức là thuốc của họ có căn cứ cơ sở nên mới có tác dụng. Nhưng thời gian gần đây, không ít nơi cũng lợi dụng danh nghĩa thuốc thánh để chữa bệnh, mà chữa bằng nước lã với lại những loại rễ cây chẳng ra gì. Chẳng căn cứ vào cơ sở nào thì chỉ có hại người chứ chẳng chữa được bệnh. Một điều nữa cần nói tới là người bệnh sau khi hết hy vọng vào khả năng thực tế thì thường hướng niềm tin vào thế giới siêu nhiên thần bí. Tất nhiên khi thầy cũng nói rằng thánh đã cho thuốc thì người bệnh cũng nhen nhóm hy vọng, cho nên có thể cảm thấy khỏe khoắn ra và cho thuốc công hiệu. Nhưng tác dụng tinh thần cũng chỉ được một chốc lát nên cuối cùng vẫn là tiền mất tật mang. Đến thôn Lao Động, xã Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương, chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy thiếu nữ trong làng ai cũng xinh như mộng. Thấy sự ngạc nhiên của chúng tôi, người dân giải thích con gái và con dâu ở đây xinh đẹp là nhờ uống nước ở giếng làng. Tưởng người dân tếu táo, nhưng khi thấy chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ, ông Bùi Văn Khơm, một con niên trong làng, quả quyết đó là sự thật. Ông còn dẫn chúng tôi đến tận giếng làng mà người dân nơi đây gọi là giếng Thánh Mẫu để chứng tỏ thực hư. Vừa dẫn chúng tôi đến giếng Thánh Mẫu, ông Bùi Văn Khơm vừa kể lại một truyền thuyết, và chính từ truyền thuyết này, đến nay các thiếu nữ trong làng và những địa phương lân cận tìm về đây uống nước giếng để trẻ mãi không già. Theo lời ông Khơm, trước đây có vị vua dẫn hoàng hậu đi qua khu vực này, gặp bão, thuyền bị lật, hoàng hậu mất tích. Sau đó, xác hoàng hậu được tìm thấy trên một dòng suối, xác nằm trên một tảng đá. Nhà vua đã lập miếu thờ và hàng năm đến nhang khói. Dần dần, nhiều người dân đến nơi đây khấn vái, thấy dòng nước trong nên múc nước uống. Nhiều người thường xuyên dùng nước này trở nên xinh đẹp, trẻ mãi không già. Thấy vậy, nhiều người đã làm lễ tại đền, xin hoàng hậu tiếp tục ban nước và xây thành giếng làng. Nói xong, ông Khơm kể, dù đó chỉ là truyền thuyết, nhưng từ đó đến nay, giếng làng vẫn còn đó, vẫn trong xanh. Con gái trong làng và những người về làm dâu, sau khi dùng nước, đều trở nên xinh đẹp lạ thường. Từ đó đến nay, ở làng này, người dân vẫn truyền tai nhau về nguồn nước thiêng có thể giúp người phụ nữ trẻ mãi không già. Vì thế, mặc dù kinh tế trong làng phát triển, đầy đủ nước giếng khoan, nước mưa, thậm chí nước máy, nhiều người dân vẫn giữ thói quen dùng nước giếng từ xưa để mong mình mãi luôn trẻ đẹp. Nhưng điều đó khó lý giải là dù không phấn son, nhưng con gái ở làng ai cũng trắng như trứng gà bóc. Điều này càng khiến nhiều người tin vào công dụng của nước giếng thần. Ông Khơm cho biết, đến giếng Thánh Mẫu, bên cạnh ngôi miếu nhỏ là chiếc giếng sâu khoảng 2 mét, chu vi đường kính khoảng 3 mét. Theo ông Khơm, kể cả mùa khô hạn đến đâu, dù giếng ở lưng chừng đồi nhưng chưa bao giờ cạn, múc đến đâu lại đầy ngay đến đó. Khi ông Khơm đang trao đổi với phóng viên những câu chuyện về giếng thiêng thì có một số phụ nữ đến lấy nước về dùng. Nhà có nước máy nhưng nước giếng ở đây rất mát nên gia đình tôi vẫn dùng để sinh hoạt. Nhà có con gái lớn cũng rất thích dùng nước này. Cháu bảo dùng nước rửa mặt thì da dẻ mở màng, trắng xinh hơn. Bà Mai, người dân nơi đây cho biết. Theo lời kể của bà Lương Thị Thẹo, một người dân sống gần giếng nước này cho biết, cách đây hơn 10 năm, có cháu trai 14 tuổi lên giếng tắm bị chết tại đây. Thời gian sau đó,
một bé gái 15 tuổi lên đây chơi cũng chết đuối ở đây, mặc dù nước rất nông. Hồi đó chồng tôi cũng tham gia cứu cháu bé, nhưng khi đưa đi cấp cứu thì không qua khỏi. Dân làng sợ bị báo oán nên mất một thời gian không ai dùng nước giếng, đồng thời lập miếu thờ. Nhưng vài năm trở lại đây, cả làng lại quay về dùng nước giếng này. Bà Thẹo cho biết, có mặt ở khu vực giếng, phóng viên cũng đã chứng kiến nhiều cảnh người dân dùng tay gạt lá cây múc nước về dùng. Có người lấy về để giặt giũ, rửa rau, nhưng cũng có người lấy về ăn trực tiếp. Về vấn đề nước giếng có thật sự giúp phụ nữ đẹp da, trao đổi với phóng viên, trưởng thôn lao động Lương Văn Vĩnh cho biết, nước giếng có khả năng làm đẹp cho phụ nữ là thông tin mà mọi người truyền tai nhau, lâu dần thành thói quen. Mọi người dân nơi đây vẫn dùng nước giếng để sinh hoạt. Chuyện con gái uống nước giếng đẹp lên hay không thì không biết được, chỉ biết con gái lao động rất xinh đẹp. Chúng tôi vẫn khuyên người dân thường xuyên dọn giếng để có nguồn nước sạch trước khi sinh hoạt.